Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, we'll have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, we'll have it. So beautiful in white, and from now till my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Ooh, you look so beautiful in white. Daughter is what our future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, but when she falls in love, we'll let her go. Anh
đã yêu rồi. Yêu em, yêu em, yêu em, yêu em nhất đời. Em ơi lòng anh đâu giấu giếm gì, thương em từ lâu lắm rồi. Anh không ngỏ lời, em đâu dám hé môi. Này người em yêu ơi, năm nay cưới nhau được rồi, để cùng nhau rong chơi vui xuân, vui tình đôi ta. Để mùa xuân sang năm, hai đứa mình có thằng bé tí, anh với em sẽ về bên nội, về bên ngoại đón Tết xuân xa. Đất trời thay màu áo mới, trên lối quê mơ hội hoa vàng, hội đình làng chiên trống rền vang. Ngày vào xuân thanh thang, xuân sao gửi nhau lời chào. Chào mùa xuân năm nay vui hơn những mùa xuân qua. Chào mừng em năm nay sẽ có người cau trầu hỏi cưới, đâu có ai ngó lời yêu mình mà em bảo lễ cưới lễ xin. Em ơi đừng lo, dù anh chưa nói một lời, anh đã yêu rồi. Yêu em, yêu em, yêu em, yêu em nhất đời. Em ơi lòng anh đâu giấu giếm gì, thương em từ lâu lắm rồi. Anh không ngỏ lời, em đâu dám hé. Này người em yêu ơi, năm nay cưới nhau được rồi, để cùng nhau rong chơi vui xuân, vui tình đôi ta. Để mùa xuân sang năm, hai đứa mình có thằng bé tí, anh với em sẽ về bên nội, về bên ngoại đón Tết xuân xa. Để mùa xuân sang năm, hai đứa mình có thằng bé tí, anh với em sẽ về bên nội, về bên ngoại đón Tết xuân xa. Con lợn quay xôi
làm sao bướm bay chậm chờn, đàn chim non véo von ngọn tre, khăn màu son áo màu vàng, ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hài câu tay dù hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Sáng hôm nay quê tôi ra xem cô dâu con y chang mi miều, cô dâu non non dung nhan mặn mà, chà nhà ai có ông rể quý, chà nhà ai có cô dâu hiền. Ồ ngộ thay có con lợn quay rồi đầy mâm câu đầy buồn, đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay trông ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi người tình tôi ơi, anh ơi xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi người tình tôi ơi, em ơi chuyện chúng mình đã tính sao chưa.
em là dâu ngày cưới, còn anh là chú rể mới. Em đi theo anh, em đi theo anh, em theo anh về. Anh là mây mười hướng, còn em là trăng là bướm. Anh đi nơi đâu, anh đi nơi đâu là em ở đó. Nơi nào yên mình tới và nơi nào thơ mộng nhất. Anh đưa em đi, anh đưa em đi, anh đưa em lại. Chim còn bay về núi thì ta tìm nơi hạnh phúc. Em đi theo anh, em theo anh về làm dâu nhà anh. Em theo anh về cùng đi trên khắp quê hương, xem quê ta nằm mộng mơ trong nắng trong sương. Về đây để thấy quê hương mình đang rộng lớn, thênh thang dọc ngang một cõi mênh mang cùng trên mọi làng. Thương cho con tàu cùng chung với tiếng sân ga, sinh ra trong đời làm thân đưa khách đi xa. Tàu đi tàu bỏ sân ga, tàu đi tàu vẫn đi xa, tàu đi tàu đến quê ta để ta về nhà. Tàu đi tàu bỏ sân ga, tàu đi tàu vẫn đi xa, tàu đi tàu đến quê ta để ta về nhà. Tàu đi tàu bỏ sân ga, tàu đi tàu vẫn đi xa, tàu đi tàu đến quê ta để ta về nhà. Nghe thoại, 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 nghe thoại
bà cô gì chú bác ông các bà ở trên chứng giám cái đồng hành của hai gia đình và đồng thời gia đình đồng xét của mọi nhà gái thông cảm cho các bạn xảy ra chúng tôi dẫn thế và là hôm nay là một đầu tiên thế thế là anh hỏi cho hai cháu và anh này hãy chúc cho các cháu này được sự nhất trí của các cô ông các bà còn toàn đứng hai bạn gia đình đến đầu này nhiệt tình về đây để quan viên để mừng hạnh phúc cho các cháu. Tôi trước hết xin mời các cô gái nên nhận phần của trẻ trai tôi còn đến trước hết là các cô sau đó là gia tiên và gia đình chứng giám cho quan viên mời chúng tôi đến tóc nhất phần này. Các quý cụ, quý ông, quý bà và toàn thể các cô dì, bác, anh chị em, anh bên gia đình, tôi là bác của cháu Trang đại diện cho gia đình nhà gái. Trước tiên tôi xin cảm ơn tới gia đình nhà trai vì đã có sự chuẩn bị chu đáo. Hôm nay cũng là ngày lành tháng tốt, cũng là ngày bên nhà trai có ngọn lễ sang thắp hương tiên tổ và có lời tuyên truyền. Tôi đại diện cho gia đình xin nhận lễ và chấp thuận cho hai cháu được lên duyên của chồng, được trăm năm hạnh phúc. Thay mặt cho gia đình tôi xin kính mời các cụ, các ông, các bà, các cô dì, chú bác, các chị em uống cho nước tặng chú chầu chúc phúc cho hai cháu. Thay mặt gia đình tôi xin cảm ơn. Bảo quê em là quê cha.
yêu nhau rồi, hai quê là một. Thương nhau rồi, nội ngoại như cho chúng mình bên nhau, chúng mình yêu nhau, cho chúng mình, chúng mình yêu nhau. Hai ta, hai đứa hai quê, xa nhau tháng đợi ngày chờ. Gia đình nhà trai chúng tôi có cái lời trân trọng nhất chính là các cụ. Là công việc bây giờ bước một đã xong, chúng tôi triển khai công việc bước hai, nên được cái sự được sự giải ý của gia đình, đồng thời được đồng cảm của các cháu, hôm nay quan viên họ về đây thì trước hết là công việc bước một đã xong, bước hai tôi xin báo cáo các cụ, các ông dự bảo an toàn các thành viên trong gia đình như này, thì xin báo cáo cụ vào ngày 18/9 vào tổ chức của cháu, chính thức là 19 cho em dâu, thì xin báo cáo các cụ gia đình chúng tôi. Xin mời các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các thành viên trong gia đình, nhà gái thì chúng tôi cho đến đó là lúc 12 giờ hơn chúng tôi sẽ chuyển bánh gia đình và đồng thời nhận cháu và đúng 3 giờ hơn là có cháu có dâu có bạn tại nhà gia đình chúng tôi thì xin báo cáo các thành viên trong gia đình thì gia đình chúng tôi đã xin trân trọng kính mời các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể gia tộc thì là và xong công việc tổ chức các giao xong thì gia đình tôi có gia ý mời tất cả các quan viên họ lui lại ăn bữa cơm thân mật chúc mừng hạnh phúc cho các cháu. Xin có lời chào các cụ công các bà các bác một lời chào xin lời ăn rồi trước tiên là xin nhận lời của bên gia đình nhà trai và xin cảm ơn đến các cụ công các bà bên trai có lời mời nhà gái tôi và hôm mùng 10 người gái là cũng tổ chức lễ thành hôn hai cháu cũng mời các cụ ông các bà các cô dì chú bác anh chị em sang bên nhà gái ăn bữa cơm thân mật. Và sau đây thì hôm nay thì cũng là ngày ăn hỏi của hai cháu gia đình có ấm bữa cơm nên là mời các cụ các ông các bà các cô chú chú bác ăn bữa cơm với gia đình và xin cảm ơn cả nhà. Yêu nhau rồi hai quê là một, thương nhau rồi cho chúng mình bên nhau, chúng mình yêu nhau cho chúng mình yêu nhau.
thương nhau. Chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Một, hai, ba, yo. Mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly. Để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng ba con ơi, ta chúc hai họ thêm thơ. Một, hai, ba, yo. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui. Chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, nâng ly lên nè, vui cùng cô dâu chú rể mới nè. Ok, một, hai, ba, yo. Uống vui vẻ nha, uống say mà không được xỉn nha, nhớ đó nha. Ok. Mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly, để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng. Mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Một, hai, ba, yo. Mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly, để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng ba con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. Một, hai, ba, yo. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui. Chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Vui luôn nha. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, sớm có cháu đẻ bầu. Người ta vui lòng mình cũng vui. Chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, vô nè. Một, hai, ba, vô. Thank you.
chồng. Thiệp hồng mời về đây có gì chú bác anh em gần xa. Đây đó vang tiếng đàn tiếng ca từng bừng chúc mừng tình ta. Hân hoan một đàn em bé rước mâm khăn hồng khúc khích đùa vui. Trên tay em vòng hoa cưới thắm tươi bên người như hé môi cười. Rồi chú rể cầm tay ân cần trao nhẫn cô dâu thật xinh. Ngựa ô rước dâu sẵn sàng thế bên kiệu vàng theo chàng về dinh. Trái
nhìn xem anh ơi, ngoài kia đám cưới thật vui, bao trái tim rộn ràng rạo rực tình yêu đôi lứa, tiếng hát ca vang lừng chào mừng ngày vui duyên mới, ông ta sẽ chị hồng đôi lứa thắt chặt. Anh cả, anh hai ở làng đô. Cô cả,
cô hai ở làng Chay. Ba con đi một chiếc là chiếc thuyền bay, có về là về với hội, có cái danh với đời. Ô mấy dấu tình mời cô ngà, cô hai ra hát đi chơi. Cô hai nay có duyên, ôm mấy dấu tình rằng, ôm mấy dấu tình trên trời, ôm mấy dấu tình rằng có đám mây say, ôm mấy dấu tình có con mưa bay chạy quanh gầm trời, ôm mấy dấu tình rằng, ôm mấy dấu tình đôi ta, đôi ta muốn lấy nhau chơi. Chưa định thì trời chưa xe, những nơi lật ló bỏ che, những cái duyên đã định trời sẽ tôi bao. Ôm mấy dấu tình rằng, ôm mấy dấu tình ba đầu, ba đầu sợi chỉ đào, sợi chỉ đào áo mong công ba, ba vào áo tôi. Ôi sao tình ơi tủi lòng, thiếp lắm chàng ơi, dẫu rằng lên ngược xuống xuôi nhớ nhau. Ôi mấy dấu tình rằng, ôi mấy dấu tình ơi, ôi mấy dấu tình rằng, ôi mấy dấu tình ơi. Châu lây châu tính châu tình, ăn đi vào cho đỏ, ăn đi vào cho đỏ môi mình, môi ta miếng châu là miếng châu vàng. Đứng ở đằng xa yêu nhau, đứng đi ở đằng xa con mắt đi liếc lại, con mắt đi liếc lại bằng ba đừng gần. Anh còn son, em cũng như còn son, em còn son, anh như cũng còn son. Ước gì ta được, ước mơ gì ta được làm có một nhà em về. Anh yêu về thương với mẹ. Thank you.
còn màu tình yêu nào anh vẽ, nơi mình luôn có đôi màu tình yêu để anh vẽ nét em hiền, còn màu tình yêu nào anh vẽ, ta người luôn sánh đôi, màu tình yêu để anh vẽ, vẽ môi cười, còn màu tình yêu nào anh vẽ nơi cùng nhau sánh đôi. Kia đời mình rồi anh đã dặn lòng dù cho bao tố anh không sờn để được em tin yêu vì em là ánh sáng đời anh. Mình đã yêu thương nhau bấy lâu chắc em cũng hiểu rằng tình anh trao cho em tựa như trời cao ngàn tin tú. Này người tin hỡi hôm nay thật lòng anh xin được cầu hôn em, nguyện được cùng em bên nhau xen bước đi trên một trời yêu thương. Bao nhiêu giông tố cũng qua rồi đôi ta lại bước chung con đường, xin em hãy cho anh bên em trọn đời nhé. Này là chiếc nhẫn em trao cho người, xin em hãy nhận lấy nhé, là tròn tình yêu trong tim anh đã kết câu dệt bao năm qua. Xin em hãy cứ luôn tin rằng anh yêu em mãi như ban đầu, chỉ yêu mình em không ai có thể thay thế. Anh muốn cầu hôn em, anh mong được ôm lấy em, ôm lấy em, cầm đôi tay và bao khi gần nhau trong giấc mơ. Em mong được hôn lấy em, hôn lấy em, và anh sẽ hát khúc hát đôi tình ta luôn đắm say. Được em tin yêu vì em là ánh sáng đời anh. Mình đã yêu thương nhau bấy lâu chắc em cũng hiểu rằng tình anh trao cho em tựa như trời cao ngàn tin tú. Này người tin hỡi hôm nay thật lòng anh xin được cầu hôn em, nguyện được cùng em bên nhau xanh bước đi trên một trời yêu thương. Bao nhiêu giông tố cũng qua rồi đôi ta lại bước chung con đường, xin em hãy cho anh bên em trọn đời nhé. Này là chiếc nhẫn anh trao cho người, xin em hãy nhận lấy nhé, là tròn tình yêu trong tim anh đã cất công dệt bao năm qua. Xin em hãy cứ luôn tin rằng anh yêu em mãi như ban đầu, chỉ yêu mình em không ai có thể thay thế. Anh muốn cầu hôn em. Nhất trí của gia đình và đồng thời cảm thông của hai cháu, tất cả hôm nay hai họ về đây có nghĩa là với điều kiện tinh thần được phép của nhà gái, gia đình chúng tôi nhà trai
là có cái lễ mọn, có nghĩa là trước hết là thắp gia tiên, sau đó để chứng giám, sau đó là đưa cháu về làm dâu làm con chúng tôi, thì xin mời hai bà lên nhận cái lễ. Tôi trước tiên xin đại diện cho gia đình nhà gái xin kính chúc sức khỏe toàn thể các cụ các bà, các anh chị em và bạn bè thân thiết của hai cháu. Trải qua thời gian tìm hiểu của hai cháu và được sự đồng ý của hai bên gia đình và chính quyền địa phương đã cho phép hai cháu được tổ chức lễ thành hôn hôm nay. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, đến nhà trai có cưa chầu kính dâng lên gia tiên gia đình nhà gái và xin được đón cháu về bên nhà trai tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Tôi đại diện cho gia đình nhà gái xin nhận cưa chầu và đồng ý cho phép gia đình nhà trai được đón cháu về tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Tôi thay mặt cho gia đình xin trân trọng cảm ơn toàn thể các cụ công các bà, các anh chị em, bạn bè của các cháu và xin chúc cho các cháu được trăm năm hạnh phúc. Được xin hết. Gặp cha mẹ em xin hỏi cưới, ta sẽ muôn đời có đôi. Chớ có hoài nghi cho anh tội nghiệp, trong lòng anh có mỗi mình em thôi. Muốn qua bên nhà em nhưng chẳng dám, vì anh sợ cha mẹ trách móc. Bởi đời anh nào bằng ai. Dù ai cao sang nhưng với tình yêu là vàng, thì thôi anh ơi xin chớ ngại chi làm gì. Chỉ cần con tim thủy chung và đừng dối gian tình em. Tình yêu là hạnh phúc dài lâu. Dù cho sông sâu hay núi đèo cao vời vợi, lòng anh yêu em gian khó nào đâu ngại gì. Để ngày mai anh sẽ đi gặp cha mẹ em hỏi xem. Vì anh yêu em là mãi mãi yêu rất chân thành. Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Yêu nhau cởi áo cho nhau, về nhà mẹ hỏi qua câu gió bay. Làm sao biết có thật hay không? Nói yêu em thì thôi anh hãy đến gặp cha mẹ em xin hỏi cưới, ta sẽ muôn đời có đôi. Chớ có hoài nghi cho anh tội nghiệp, không dám đâu. Trong lòng anh có mỗi mình em thôi. Muốn qua bên nhà em nhưng chẳng gian, vì anh sợ cha mẹ chắc móc. Vì anh nghèo quá, giờ mấy sao em? Thôi anh ơi xin chớ ngại chi làm gì. Chỉ cần con tim thủy chung và đừng dối gian tình em. Tình yêu là hạnh phúc dài lâu. Dù cho sông sâu hay núi đèo cao vời vợi, lòng anh yêu em gian khó nào đâu ngại gì. Để ngày mai anh sẽ đi gặp cha mẹ em hỏi xem. Vì anh yêu em là mãi mãi yêu rất chân thành. Thôi anh ơi xin chớ ngại chi làm gì. Chỉ cần con tim thủy chung.
sâu hay núi đèo cao vời vợi. Lòng anh yêu em, gian khó nào đâu ngại gì. Để ngày mai anh sẽ đi gặp cha mẹ em hỏi xem. Vì anh yêu em là mãi mãi, yêu rất chân thành. Để ngày mai anh sẽ đi gặp cha mẹ em hỏi xem. Vì anh yêu em là mãi mãi, yêu rất chân thành. Anh sẽ nói ra tương tư từ bao lâu chôn giấu. Em có biết rằng từ khi ta thuộc về nhau, với anh tìm một ngày buồn thật khó khăn. Này người anh yêu hỡi, ghé sát môi em lại đây. Anh sẽ trao lên đôi môi kia bao yêu thương nhé. Để yên nhé, và vòng tay sau lưng anh ôm chặt đi. Thấy không, con tim anh nói rất cần em. Cứ mãi như vậy thì tình ta sẽ chẳng phai nhòa. Và một thời gian sau em sẽ là cô dâu. Dù anh luôn biết sẽ thật khó đến ngày mà anh luôn mơ thầm, nhưng mong lắm ngày gọi em là vợ yêu ơi. Mỗi đêm anh nhìn lên trời cao luôn nguyện cầu, mong rằng tình đôi ta sẽ mãi mãi được bền lâu. Tương lai xa lắm cũng chẳng biết ta yêu nhiều hơn hay xa rời, nhưng anh hạnh phúc vì hiện tại. Cô dì chú bác cùng bạn bè nam nữ thanh niên của hai cháu hôm nay là được ngày này thăng tốt, được sự nhất trí của hai gia đình, đồng thời cảm thông của hai cháu. Đến giờ phút này cũng là giờ phút và chuẩn bị gia đình chúng tôi xin cháu về làm dâu làm con. Gia đình chúng tôi một bên là cháu nhận cháu rể, một bên là chồng con dâu, thì xin phép các cụ là mời cụ uống nước ăn trầu. Trước hết là tôi thay mặt cho Hà Giai là chúc toàn huân trường một sức khỏe, một gia đình hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Báo với lại các cụ nội ngoại đôi bên là tôi là bà dì của cháu Văn, là thông gia với lại bà bên nhà. Thì hôm nay tôi cũng có lời chào các cụ, các ông, các bà. Cháu Trang đã về làm dâu của tôi và cháu Việt Anh đã về với các cụ bên này. Thôi thì trước là lệnh, sau là méo thì các cụ sẽ kê cho nó bằng tất cả mọi sự cho được vuông tròn. Thì bây giờ đã được ngày đẹp, tháng tốt, giờ đẹp, thì xin phép các cụ, các ông, các bà cho cháu về làm dâu bên chúng tôi. Thì có một lời ngắn thế, còn chúc các cụ là luôn luôn mạnh khỏe, sau sang năm mới thêm một tuổi sức khỏe rất là dồi dào, mạnh khỏe tốt đẹp hơn. Các bà hôm nay là sang bên Kiến An là ăn với lại gia đình chúng tôi là bữa cơm hạnh phúc của hai cháu, để cho có một là các cháu có một cái hạnh phúc thật là dồi dào, là trăm năm hạnh phúc của các cháu có một ngày hôm nay, mà trăm năm các cháu chỉ có một giờ, thì là cũng là sự là xin các cụ, các ông, các bà là cũng là tôi là cha là mẹ cũng thay mặt cho anh Văn thông gia với lại các bác bên này, với lại bà bên này, thì để cho các cụ với các ông các bà đi cùng với chúng tôi để sang đây là với lại các cháu là để ăn bữa cơm thân mật đấy ạ. Vâng. Vâng. Đang có em. Thank you.
Này người anh yêu hỡi, ghé sát môi em lại đây. Anh sẽ trao lên đôi môi kia bao yêu thương nhé. Để yên nhé và vòng tay sau lưng anh ôm chặt đi. Thấy không còn tim anh nói rất cần em. Em ơi, cứ mãi như vậy thì tình ta sẽ chẳng phai nhòa. Và một thời gian sau em sẽ là cô dâu. Dù anh luôn biết sẽ thật khó đến ngày mà anh luôn mơ cầm, nhưng mong lắm ngày gọi em là vợ yêu ơi. Mỗi đêm anh nhìn lên trời cao luôn nguyện cầu, mong rằng tình đôi ta sẽ mãi mãi được bền lâu. Tương lai xa lắm cũng chẳng biết ta yêu nhiều hơn hay xa rời, nhưng anh hạnh phúc vì hiện tại đang có em. Cứ mãi như vậy thì tình ta sẽ chẳng phai nhòa. Và một thời gian sau em sẽ là cô dâu. Dù anh luôn biết sẽ thật khó đến ngày mà anh luôn mơ thầm, nhưng mong lắm ngày gọi em là vợ yêu ơi. Mỗi đêm anh nhìn lên trời cao luôn nguyện cầu, mong rằng tình đôi ta sẽ mãi mãi không đổi thay. Tương lai xa lắm cũng chẳng biết ta yêu nhiều hơn nay xa rời, nhưng anh hạnh phúc vì hiện tại đang có em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gần anh rơi. Em hay nhìn trong mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình giấc. Người đầu tiên anh trong anh chỉ là em. Làm vợ anh nhé, anh có không có ai đủ dùng. Trong tay ấm, một trái yêu một không yêu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Cho em tựa như trời cao ngàn tin tú. Này người tình hỡi, hôm nay thật lòng anh xin được cầu hôn em. Nguyện được cùng em bên nhau xem bước đi trên một trời yêu thương. Bao nhiêu giông tố cũng qua rồi, đôi ta lại bước chung con đường. Xin em hãy cho anh bên em trọn đời nhé. Này là chiếc nhẫn anh trao cho người, xin em hãy nhận lấy nhé. Là tròn tình yêu trong tim anh đã kết công dệt bao năm qua. Xin em hãy cứ luôn tin rằng anh yêu em mãi như ban đầu. Chỉ yêu mình em, không ai có thể thay thế. Anh muốn cầu hôn em. Anh mong được ôm lấy em, ôm lấy em. Cầm đôi tay và mau khi gần nhau trong giấc mơ. Em mong được hôn lấy em, hôn lấy em. Và anh sẽ hát khúc hát đôi tình ta luôn đắm say. Được em tin yêu vì em là ánh sáng đời anh. Mình đã yêu thương nhau bấy lâu, chắc em cũng hiểu rằng tình anh trao cho em tựa như trời cao ngàn tin tú. Này người tình hỡi, hôm nay thật lòng anh xin được cầu hôn em. Nguyện được cùng em bên nhau xanh bước đi trên một trời yêu thương. Bao nhiêu giông tố cũng qua rồi, đôi ta lại bước chung con đường. Xin em hãy cho anh bên em trọn đời nhé. Này là chiếc nhẫn anh trao cho người, xin em hãy nhận lấy nhé. Là tròn tình yêu trong tim anh đã kết công dệt bao năm qua. Xin em hãy cứ luôn tin rằng anh yêu em mãi như ban đầu. Lòng hân hoan phút giây mong chờ, phút giây chờ mong. Cầm tay nhau chào nhận tin yêu, chào nhau tin yêu. Bao nhiêu màu ngày hôn lễ trên rượu ngon, chiếc hôn thần tiên quỳ bên nhau có mắt trời. Lời giao ước
ngày hôm nay, lời đầu tiên xin được thay mặt cho hai bên gia đình, thay lời cho cô dâu chú rể, với tấm lòng vàng bọc xin trân trọng kính gửi tới sự hiện diện của toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời chào, lời cảm ơn chân thành nhất. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý, yêu và được yêu đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời của mỗi con người chúng ta. Và đó là một món quà vô giá mà Tạo Hóa đã ban tặng cho Việt Anh và Bích Trang. Hai bạn đã gặp gỡ để rồi yêu, để rồi nhớ nhung. Và qua một thời gian tìm hiểu thì hôn nhân đó chính là thành quả, là sự thăng hoa tuyệt vời nhất trong tình yêu. Và theo quy luật tạo hóa xoay vần muôn đời của con người, trai lớn thì dựng vợ mà gái lớn thì gả chồng. Và ngày hôm nay là ngày lành tháng đẹp, được sự đồng ý của chính quyền sở tại, được sự tác hợp của đôi bên gia đình, anh chị em giúp lời, cô bác giúp sức và ông trời định đôi, Việt Anh đón Bích Trang về để cho Việt Anh được thỏa nới những ngày chờ mong. Khao khát bao năm mãi đợi chờ, tình duyên thắm đượm bây giờ là đây. Và giờ vàng giờ ngọc đã điểm, xin được thay mặt những người thực hiện chương trình, Quang Đoàn và Khánh Hòa trịnh trọng tuyên bố lễ thành hôn vàng ngọc của tân nương Việt Anh sánh duyên cùng tân nương Bích Trang chính thức được bắt đầu. Ơi, áo dài bay trong gió, chiều tan trường tôi lặng lẽ bước theo sau. Lời ban đầu ngại ngùng đâu dám nói, để đêm về thao thức suốt canh thâu. Và giờ đây thì điều kỳ diệu, điều tuyệt vời nhất trong đời đang đứng trên sân khấu là sự hiện diện của tân nương và tân gia nhân. Hai người thật xứng đứa, này vừa đôi. Và đang đứng cạnh chú rể Việt Anh là sự hiện diện của thân phụ, thân mẫu, thân sinh ra cô dâu. Và đang đứng cạnh cô dâu là sự hiện diện của thân phụ, thân mẫu, thân sinh ra chú rể Việt Anh ngày hôm nay. Và đại gia đình chúng tôi xin phép được cúi chào toàn thể quý vị. Và kính thưa quý vị khách quý, yêu nhau thì cởi áo trao nhau, về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay. Yêu nhau cởi nhẫn trao nhau, về nhà mẹ hỏi qua cầu con chót đánh rơi. Và ngày hôm nay thì khác, cô dâu chú rể của chúng ta sẽ đường đường chính chính trao cho nhau những tình yêu tốt đẹp nhất. Và Quang Đoàn xin mời cô dâu chú rể hai bạn cùng tiến tới đầu cầu uy nương và cùng làm nghi thức đầu tiên trao nhau vòng nhẫn cưới trước vòng cầu hôn, vật gắn kết cho hai bạn được trọn đời viên mãn bên nhau. Xin được trân trọng kính mời. Đặt tay nè, cháu đặt tay lên cho hoa này. Dạ vâng, và sau đây xin mời cô dâu chú rể hãy cùng hướng mắt vào nhau và cùng trao cho nhau chiếc nhẫn yêu thương. Mừng cho đôi bạn trao duyên kết số, mừng cho yêu thương theo năm tháng đợi chờ. Nhẫn này cho những hẹn hò, hạnh phúc mãi mãi dệt thơ bên tình. Tình ta nhẫn cưới trao tay, ngọt tùy ta hưởng, đắng cay xin nguyện chung lòng. Giờ đây thì cô dâu chú rể đang vui mừng hân hoan trao nhau trước vòng cầu hôn. Và kính thưa quý vị, kể từ ngày hôm nay thì Việt Anh và Bích Trang đã chính thức lên vợ thành chồng. Hai trái tim cùng chung nhịp đập và cùng thức giấc chung một giờ. Và giờ đây cũng xin mạn phép tất cả quý vị khách quý ở phía dưới cho cô dâu và chú rể, hai người xinh đẹp, hai người hạnh phúc được trao nhau. Xin mời cô dâu ạ, bạn cùng đặt bàn tay lên bờ vai rộng lớn vững chắc số 1 quận Kiến An của người chồng lý tưởng. Và hai bạn sẽ cùng nhắm mắt thật sâu và coi như xung quanh mình không có ai cả, chỉ có là một thiên đường mộng mơ, một thiên đường tình yêu. Và hai bạn đừng quên trao nhau một nụ hôn thật ngọt ngào, một nụ hôn đầu đời sẽ được kéo dài tới vòng 10 phút. Và rất mong toàn thể quý vị khách quý nhà ta ngồi phía dưới cùng dành tặng tới gia đình và cô dâu chú rể một tràng pháo tay. Xin chúc mừng mẹ chồng của mình rồi. Và ngày hôm nay tại tư gia của gia đình nhà trai thì cô dâu Bích Trang lại một lần nữa được đón nhận những tình cảm, những món quà từ bên ngoại của mình. Và giờ đây cũng xin được trân trọng giới thiệu lên sân khấu sự hiện diện của bà nội cô dâu sẽ cùng bước lên sân khấu với món quà, những kỷ vật trao tặng tới hai cháu ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Bà đã tặng tới hai cháu một món quà, những kỷ vật thay lời thông điệp chúc
phúc cho hai cháu được trọn đời bên nhau. Sống mãi sắc son, dù che bóng mắt, cháu con đi về và chúc cho bà nội của cô dâu thương, thương thọ bằng một tràng pháo tay thật lớn lên quý vị. Chân thành trân trọng giới thiệu lên sân khấu sự hiện diện của thân mẫu, thân phụ của cô dâu, cũng có những món quà, những ơn chân đành cao như núi Thái, đức mẹ hiền sâu tựa biển khơi, dù có dâng tròn cuộc đời cũng không trả hết ơn người sinh ta. Và giờ đây cảm động với những cảm giác thật thăng hoa và ngọt ngào. Giờ đây nên vợ thành chồng, không thể quên được công ơn mẹ thành. Xin được cảm ơn cha, cảm ơn mẹ đã sinh ra hai con. Chưa phải. Mẹ muốn gửi tặng tới hai con. Một lần nữa xin mời quý vị cùng dành tặng rất nhiều. Và tiếp theo phần trao quà cũng xin được gửi trân trọng giới thiệu lên và dì của cô dâu. Giờ đây thì trên 10 ngón tay của cô dâu đã đeo được rất nhiều những món quà. À, các cô dì, chú bác, bạn bè, đồng nghiệp của tân nương và tân nương, tất cả quý vị đã dành sự liên hoan tiệc ngọt chúc mừng cho hai người con, hai người bạn. Và một lần nữa xin mời toàn thể quý vị cùng dành tặng một và chúc cho toàn thể gia đình của chúng ta một năm mới xuân màu vất an khang, sẽ cùng tiến tới và cùng chung tay cắt bánh kem hạnh phúc. Xin được trân trọng kính mời. Và lắc các bánh kem đầu tiên, chúc cô dâu chú rể được trăm năm hạnh phúc trọn đời bên nhau. Và lắc các bánh kem lần thứ hai, chúc cho hai bạn công thành danh thoại. Và lắc các bánh kem hạnh phúc lần thứ ba, chúc cho Việt Anh và Bích Trang sang năm mới sẽ sớm sinh một nam quý tử và cho ra đời được một nữ đoan trang. Vâng ạ, bé trai lớn lên. Kính thưa quý vị, mở rượu trong những bước báo đã đổ, rượu đã mở, tình đầu tiên thì tình anh như rượu dâng cao, tình em như khói ngạt ngào tỏa hương, hòa quyện thấm đượm yêu thương, rượu đỏ khói trắng chọn đường yêu nhau. Kính thưa quý vị, trên trời thì chim chắc cánh bay, còn ở dưới mặt đất thì cô dâu chú rể của chúng ta đang vui mừng tay trong tay rót những ly rượu, và những làn khói tình yêu giờ đây cũng đang được bay lên, hòa quyện lan tỏa với dòng rượu trước sự chứng kiến của toàn thể quý tình em. Vâng, xin mời. Ơn cha làm thương thinh như biển, nghĩa mẹ sâu thăm thẳm tở sông. Và ngày hôm nay để thể hiện đạo lý làm con, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, thể hiện tấm lòng hiếu kính với bề trên. Ly rượu đầu tiên xin được trân trọng kính mời bố, và ly rượu thứ hai xin được trân trọng kính mời mẹ. Và xin mời làm ngược lại ạ, và xin mời chú rể cùng lâng rượu của mình ngày hôm nay. Và hai bạn đừng mà quên gửi lời cảm ơn, công ơn trời về, sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Và pháo tay chúc cho mối tình thông gia của hai bên gia đình được đời đời bền vững, cùng chung tay trồng cây chung mãi mãi xanh tươi. Và xin mời cô dâu một lần nữa xin được chúc mừng hạnh phúc. Và những người thức trên sân khấu cũng đã tạm khép, sẽ cùng mời nước, mời trà cùng với câu chuyện hàn huyên, câu chuyện tâm sự chúc phúc cho hai người con của mình hôm nay. Vâng, xin mời. Vâng ạ, và kính thưa quý vị, ngày hôm nay để ngày vui ngày trọng đại của cô dâu chú rể được tăng thêm phần trị trọng hơn và giúp quý vị có một liên hoan tiệc ngọt không thể nào quên, và cho phép những liền anh liền chị xin được gửi tới quý vị một làn điệu dân ca giao duyên mời nước mời chầu. Trân trọng kính mời quý vị sẽ cùng đón nghe. Mỗi khi khách đến chơi nhà, đốt quan quả 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 pha trà mời người xưa. Trà này biết người ấm, mỗi người nhiều trẻ cho chúng em.
bây giờ tôi thank you.
Văn Viên hay họ với hai cháu bài hát Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu ạ. Trong vừa mát, đường nơi em gập ghềnh lắm cát nhưng vẫn dễ đi. Anh còn son, em cũng còn son, ước gì ta được làm con một nhà. Và Việt Anh về thưa với mẹ cha, để mẹ cha đón Bích Trang về làm con ngoan trong nhà. Đó là bức thông điệp mà bác Hương muốn gửi tới quý vị, gửi tới cô dâu và chú rể nhà Phẩm, Tùy Hứng, Ní Qua Cầu. Vâng, kính thưa quý vị, liên tục 100 văn nghệ hôm nay thay lời món quà để chúc phúc để gửi tới cô dâu và chú rể. Vâng, đúng là có nam có nữ mới nên duyên, có măng có trúc mới thành cần câu dâu. Và những nhạc phẩm đầm thắm nhẹ nhàng rồi, giờ đây trân trọng mà kính mời quý vị sẽ cùng hướng lên sân khấu để thay đổi không khí một chút, để hâm nóng bầu không khí của gia đình nhà ta bằng những nhạc phẩm thật trẻ trung, thật sôi động qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Khánh Hòa.
và rất mong sẽ đón nhận được tình cảm từ quý vị khách quý nhà ta bằng một tràng pháo vỗ tay thật giòn giã được không ạ? Vâng, xin mời đêm huyền diệu, xin mời quý vị đón nghe. Hẳn là thương nhớ đến bao nhiêu rồi. Nếu vắng anh một ngày thì là một ngày còn vui. Thank you.
25 tháng 1 năm 2018 là ngày vui, ngày diễn ra sự kiện bước ngoặt trong đời của chú rể và với cô dâu. Ngày hôm nay gia đình nhà trai chúng tôi đã phối hợp long trọng tổ chức lễ thành hôn và tổ chức một bữa cơm thân mật mang đậm bản sắc quê hương để mời tới toàn thể quý vị. Giờ đây trân trọng kính mời toàn thể quý vị sẽ cùng hướng lên phía trên sân khấu, sẽ cùng lắng nghe đôi lời phát biểu, những lời cảm ơn, những lời thưa chuyện của hai vị đại diện cho hai bên gia đình. Và trân trọng kính mời bố của cô dâu và bố của chú rể ạ. Trân trọng kính mời hai ông thông gia sẽ bước lên sân khấu, sẽ có đôi lời cảm ơn trước quan khách ngày hôm nay, trước một bữa cơm thân mật đầy ngon miệng và ấm cúng vui tươi. Trân trọng được kính mời hai ông. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa hai vị họ, hôm nay thời ngày lành tháng tốt và gia đình chúng tôi là giữa tôi và với bác Nguyên, bên chủ Nguyên là kết diễu thông gia, cũng có lời rất là cảm ơn trân trọng các quý ông quý bà và mọi người đến cùng chia sẻ cái niềm vui và niềm hạnh phúc này của gia đình chúng tôi. Kể từ giờ phút này chúng tôi là một nhà chung và tình cảm và mọi công việc chúng tôi là một, và mọi sự êm ấm của chúng tôi là mang đến hạnh phúc cho các cháu Trần Anh và Bích Trang. Có những gì không phải, gia đình chúng tôi xin rất là cảm ơn và mọi người động viên chúng tôi vượt qua dành hạnh phúc nhất cho các cháu. Vâng, xin cảm ơn ạ. Anh nói đi. Tôi kính thưa các cụ, các ông, các bà, hôm nay là ngày vui của hai cháu. Hôm nay không biết cái gì, xin cảm ơn tất cả các cụ, các ông, các bà, toàn thể cô dì, chú bác, anh chị em, cùng vui với hai cháu. Xin cảm ơn. Vâng ạ, xin mời hai bác lắng lại hội trường ấy một chút ạ. Vừa rồi tất cả quý vị muốn gửi tới chúc cho hai con Việt Anh và Bích Trang của chúng ta được trăm năm hạnh phúc trọn đời bên nhau, và chúc tất cả quý vị có một bữa liên hoan ẩm thực thật ngon miệng, vui tươi và hạnh phúc. Giờ đây thì với hai ly rượu hồng, vâng ạ, trân trọng kính mời hai ông thông gia. Kính thưa quý vị khách quý ạ, hoa hồng thì không thể thiếu được mặt trời, ngày vui không thể thiếu được hương vị ngọt ngào tuyệt vời của bia chai Hà Nội. Giờ đây ạ, trước mắt tất cả quý vị trên bàn tiệc là những ly bia, những ly nước ngọt thật thơm ngon. Và ngày hôm nay tất cả quý vị, chúng ta bằng tình cảm tuyệt vời nhất sẽ cùng nâng ly lên đi ạ, rót đầy cho mình những ly rượu, những ly bia. Và quang đoàn xin mạn phép bắt nhịp 1, 2, 3. Tất cả quý vị sẽ cùng rô một tiếng rô thật lớn ngày hôm nay để thay lời thật lớn tại vườn Tràng Minh. Đó là thông điệp chúc phúc cho Việt Anh và Bích Trang. Quý vị đã chuẩn bị xong chưa? 1, 2, 3. Thật tuyệt vời. Cùng tiến xuống đến bên dưới từng bàn tiệc để cùng cộng ni với ly rượu, ly bia để thay lời cảm ơn sâu sắc nhất, trân trọng được kính mời. Vâng ạ, và kính thưa quý vị, và liên tục của cha văn nghệ hôm nay thay lời thông điệp để gửi tới cô dâu và chú rể, trân trọng và kính mời quý vị sẽ cùng lắng nghe giọng ca của anh Khánh, giọng ca Lam đầu tiên của họ nhà trai. Xin được trân trọng thân mời. Giờ đây thì chúng tôi đã có chuẩn bị màn hình 75 inch, vâng ạ, đầu việc KTV có cả hình, cả lời, cả nhạc, tất cả quý vị có thể thoải mái, tự nhiên và bước lên sân khấu với nhạc phẩm tuyệt vời nhất. Chúng ta sẽ vừa dự tiệc vừa cùng nhau nghe hát. Trân trọng được kính mời. Nhiều niềm vui. Mời một bạn nữ lên đây. Xong ca nó zoom đi. 5 bài không? 5 bài 500 nhá. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Xin một chào trắng tay ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ngàn đời vẫn mặn mà gừng đã cay, muôn thuở vẫn còn cay. Khi nào trái đất ngừng quay, con tim ngừng đập, cho dù sông có cạn mà núi có mòn, thì tình yêu của cô dâu chú rể đôi bạn trẻ của chúng ta vẫn được trường tồn vĩnh cửu cùng với thời gian. Và kính thưa quý vị, đúng là đêm nay mới gọi là đêm. Đêm nay Việt Anh gối phần mềm Bích Trăng, đêm nay hơi thở nồng êm, đêm nay xối chảy êm đềm say sưa. Đêm nay trời chắc chắn sẽ đổ mưa, đêm nay ân ái ai đưa cỏ về, đêm nay hạnh phúc tràn trề, đêm nay trời đất quyện về với nhau. Đêm nay đừng có tan mau, đêm nay chỉ có Việt Anh Bích Trang xinh đẹp của chúng ta suốt đời. Và hạnh phúc, bức thông điệp mà chúng tôi, những người làm chương trình của ban nhạc Bảo Ninh muốn gửi tặng tới cô dâu và chú rể. Và kính thưa toàn thể quý vị, chương trình nào thì cũng có hồi kết, mà cuộc vui nào cũng phải có lúc
Bình Dịn Chia Tay và nhạc phẩm Yêu Em Cả Trong Giấc Mơ đã khép lại chương trình giao lưu nghệ thuật chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho Tân Đăng và Tân Gia Nhân. Một lần nữa xin được thay mặt cho đại gia đình xin được cảm ơn toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, các bạn trẻ, thanh niên nam nữ, tất cả quý vị đã dành sự quan tâm ưu ái, đã dành tình cảm đặc biệt trở về tề tựu đông đủ tại đây cùng nhau chung chia niềm vui, niềm hạnh phúc bất tận của cô dâu và chú rể. Một lần nữa chúc mừng cho Bích Trang và Việt Anh trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Chúc cho tình cảm của hai bên gia đình được phát triển, gắn kết bền lâu. Và chúc quý vị khách quý nhà ta một năm mới thật nhiều sức khỏe và gia đình hạnh phúc. Giờ đây thì quang đoàn xin nhường hội trường lại cho quý vị với một không gian thật yên tĩnh, với những bản nhạc nhẹ nhàng, du dương để toàn thể quý vị có thể thoải mái với những câu chuyện hàn huyên, câu chuyện tâm sự chúc mừng về hai người con, hai người cháu, hai người bạn yêu quý của mình. Một lần nữa chúc quý vị liên hoan ẩm thực ngon miệng. Xin được chân thành cảm ơn. Khi chuông rền vang ngàn hoa thắm tươi hồng, bàn tay nắm tay cùng vui sướng trao.